Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could turn into a machine. Cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine. I'd come and get you, I can't forget you. Coi như giống như phút 89 vậy đó. Phút 89 rồi. Thì ai mà được, khi mà gần thì sau ai sẽ thấy được cái phút 89 đó. Thì đặc biệt là cảm ơn hai cái nhóm của Thiện và Châu là giúp thật nhiều cho mà để mà tụi tôi lên được ngày hôm nay. Cũng xin nói là tôi dùng chữ tụi tôi là bởi vì cũng như tôi nói là thật ra tôi làm có một thôi, nhưng mà bà xã tôi làm có 10 trong trường hợp này. High five, Nguyễn. Đúng cái lần sau anh. À, đúng rồi.
vui sao mà. Ở đây là mình làm là trao đổi nhóm, nó có cái team work. Tuy nhiên đó là bao nhiêu cũng phải có cái sự đồng hành của những người leader ở trên nữa. Nhưng cái đó là tại vì sao vậy? Đó là những cái ý kiến của họ, những cái kinh nghiệm của người ta đi trước đó. Mình cứ đi theo trong đường đó thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ đến theo đích của mình thôi ạ. Đến theo cái ý mà mình muốn thôi. Cảm ơn chàng, cảm ơn người rất nhiều. Món quà này phải nhìn nhận là cũng xúc động á, xúc động không ngờ tới có những cái đặc biệt như vậy. Nhưng mà cũng mong là nếu mà như chúng nói á, nhưng mà rõ ràng là chúng ta đều thấy ai thấy đó, được có những cái tấm hình chụp á, ai cũng dùng cái tấm check á. Mà mong muốn là nếu mà sắp tới đây mà ai trong mọi người đây cũng đều cần một cái tấm check như vậy á, thì thật ra là còn có lý hơn nữa. Chú biết không? Đúng ra đó là cái này nó họ phải trao cho Sydney hoặc là bên Nhật chứ không phải ở đây. Nhưng mà bởi vì COVID-19 á nên là họ không có tổ chức cái chương trình đó được. Tại vì em năm đấy lên Sydney Nhật thế này và đi kèm với cái check. Đi kèm với cái này là cái check. Nhưng mà bây giờ check thì cứ phải anh đi kiểm tra thôi. Thì là đó. Dạ, cảm ơn chú. Đúng rồi. Rồi ok rồi. Hôm nay á thì tại sao đội nhóm của mình hùng mạnh tiếng mau tiếng lẹ như vậy, thì tại vì có cái mật khẩu của cái đội của mình. Hiện giờ thì nói cái mật khẩu của bạn nói đi, mật khẩu nói đi, cái logo của công ty, cái logo của đội nhóm, logo gần đoàn kết thể nói hùng giống tiếng hùng giống tiếng đồng Tiền Giang tiến lên gì vẫn chắc gì đó cô nhiều quá lên à. Nói vậy lại đi chưa nhanh được. Hãy cùng mình nhanh được. Rồi các anh em nhớ ngày mai trả lời được không? Cái gì? Mật khẩu của mình nha. Can gian đoàn kết đồng Tiền Giang hùng dũng gì tiếng lên gì đó. Đội của mình là đội đoàn kết, thành ra những người thành viên trong đây có tên Dũng, tên Mạnh, tên Hùng, tên Cường, tên Bình, tên gì đó. Mình nên cô cái mật khẩu. Nếu mà vô can gian đoàn kết phải nhớ nha. Dạ, đây. Đó, ha. Bây giờ nói nha, không được quên, lần sau hỏi lại là ai quên là bị phạt một cái tóc. Phải nói cho. Khoan, để lấy cái viết kia đó coi. Thu âm lại, thu âm lại. Nè, Bình Minh
tức là buổi sáng. Mình đoàn kết tiến thẳng lên đồng Tiền Giang. Ủa ai tên vàng vậy? Ai tên vàng? Không nên hỏi qua tên là cô Lý. Cô Lý thì mình có cái chữ cô đúng không? Thì là thì bà thôi. À, mà Bình Minh mới vô tự nhiên một cặp mà tự nhiên mình nghe Bình Minh tức là gì? Là cho mình cái năng lượng buổi sáng mà khi mình thức dậy là mình đầy năng lượng phải không? Bình Minh tiến lên đồng Tiền Giang, đồng có tiến lên thì nó làm mình có năng lượng thì tất cả mọi người cùng tiến lên. Quay ta vô là một cái nè, còn lại một cái ba thứ hai đó là Kangen. Ok, mình chuẩn bị chưa? 1, 2, 3 Kangen. Thế thì bây giờ như thế này, chúng ta chọn là một bản cụ chương ha. Thì bây giờ chương trình là một toàn phần hai có hai bản cụ chương hai nó lẹ quá. Bây giờ như thế này nè ha, là coi như bây giờ tôi chọn cái bản cụ chương mà dễ nhất là năm đi ha. Năm 20 đúng không? 20 ha. Thì chúng ta sẽ có một người bắt đầu và cái người kế tiếp đó sẽ là người bắt đầu sẽ là số 1 ha. Người kế tiếp sẽ là số 2, người kế tiếp nữa sẽ là số 3, người kế tiếp nữa sẽ 4, thì đến cái người mà có số 5 đó. Ok, chúng ta làm cho bạn của chương đúng rồi. Những số là 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 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
đặc biệt cảm ơn nhóm của Thiệt và nhóm của cô Châu, bởi vì hai nhóm đó là hai cái nhóm mà coi như là cái phút mà coi như giống như phút tâm chính vậy đó, phút tâm chính thì ai mà khi mà cần thì sau ai sẽ thấy được cái phút tâm chính đó. Thì đặc biệt là cảm ơn hai cái nhóm của Thiệt và Châu là đã giúp rất nhiều cho mà để mà tụi lên được ngày hôm nay. Cũng xin nói là cuối cùng với tụi tôi là bởi vì cũng như tôi nói là thật ra tôi làm có một thôi nhưng mà bà xã tôi làm có 10 trong trường hợp này. Thank you.